bắt đầu sổ trường sinh. Lão Âu chép biên ai người tâm nghĩ thật thảo hiền. Tu nhân cùng là tích đức, ông bảy chép biên cho rõ ràng. Còn bao kẻ ngang tàng bạo ngược chỉ hại người, không trước thời sau. Lỗi lầm có xa chi đâu, diệt môn thiên ngục giáng đầu hung tinh. Ai mất chữ tâm hơi thì tội phải mang. Lưới trời bùa khắp bốn phương, hại nhân thì nhân hại, khó tìm đường thoát thân. Cầm cân này mực, ông lấy chữ tội chữ đức để mà cân. Này đừng có ai khoe trọn vẹn mười phần, chữ đức kia mà đã kém, ông bảy cầm cân sao cho bằng. Bảy khuyên ai đừng trọng phú khinh bần, cây đức kia mà tươi tốt, ông cho vẻ vang sau này. Cung đàn tiếng hát hôm nay hoàng độ cho các đệ tử, phúc nghi dày lộc mơ dư. Cho nước tiên tẩy hết bụi trần, thanh nghi cao rồi lại mười phần, ghế ông thanh cao. Chữ cương thường treo cao giá ngọc, chữ tam tòng tứ đức khuyên ghi, đệ tử con vọng bái tổ quỳ bảo hà xin đức hoàng bảy người độ trì chứng minh. Ông bảy say cùng ai đây? Hoàng say đi gió về mây, say trăng say nước say hoa say người. Còn trời còn nước còn non, 12 các cô còn tiêm thuốc thì ông bảy còn say sưa. Lệnh sai thập nhị các cô tiên nàng,
cô nào việc ấy sửa sang gia hầu. Tiên cô nàng cả pha nước trà tàu, nếu y mà đồng ý ông bấy gật đầu vỗ gối bàn khen. Tiên cô nàng đôi a dâng y bộ khay đèn y xe ngà tàu xứ móc mà tiêm nạm vàng. Tin cô nàng ba cô dưng y hộp mà thuốc ngang, thế là vừa y ông bấy báo hà trên đất sơn lâm. Ngọn đèn cô khêu tỏ tay cầm móc mà tìm. Tin cô nàng năm cô dâng nghi hộp mà bánh nguyên kẹo xìu thuốc lá thú cảnh tiền ai sánh bì. Xuân về dâng ông con ngựa xám để hạ sang ông bấy đi chấm đồng. Tin cô nàng bày cô này khúc đàn thông, đêm ngày cô hầu cận chứ ở trong cung nghi bảo hà. Tin cô nàng tám y cô dâng y chiếc lược ngà, đôi tay cô trái chuốt ông khen là cô khéo tay à. Yêu điệu ai tay tin cô nàng chín á à. Yêu điệu không ai tay, đêm ngày cô dâng một đôi giày vào hầu ông. Tin cô nàng mười cô thắt nghi dài đai hồng, canh nghi ba giờ tí xách chiếc đèn lồng cô bước ngơ ra. Tin cô mười một cô quạt nước pha trà ấm, tiêm bình ngọc đôi tay ngà dâng ông. Tin cô mười hai a tin cô mười hai múa lượn bài bông a. Mười hai các cô tiên nữ hầu giá đôi bên ông rõ ràng. Thổ mãn hội đồng lệnh ông bày sai, thổ mãn hội đồng phục nghinh đón rước rước ông bày hoàng về đất bảo hà sơn. Thánh gia hồi cung